cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà một món bánh, đó chính là bánh su xê. Ở miền Nam mình thì hay gọi bánh này là bánh su xê, còn ngoài miền Bắc thì họ gọi là bánh phu thê nha. Và công thức mình chia sẻ cũng rất là dễ làm luôn. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 200 g bột năng. Để làm bánh su xê này thì mình chỉ cần bột năng thôi. 200 g bột năng, 100 g đậu xanh cà vỏ, 100 g đường và 400 ml nước cốt lá dứa thì mình đã xay sẵn rồi nè, và nửa trái dừa. Nếu mà cả nhà không thích ăn dừa thì mình có thể thay thế bằng khoai môn nha, khoai môn thái sợi cũng rất là ngon, và một chút muối. Bây giờ mình cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên mình đi nấu cái phần đậu này trước để mình làm nhân nha. Ở đây thì mình cũng sử dụng là lá chuối, nhiều người thì họ sử dụng bằng khuôn bánh lăng để hấp á, nhưng mà khuôn bánh lăng bằng nhựa thì mình hấp nó cũng không được tốt cho sức khỏe lắm, nên là mình sử dụng lá chuối để mà mình hấp. Đổ hết chỗ đậu này vô mình nấu nha. Đậu này mình đã ngâm được 2 tiếng rồi. Trước khi nấu thì mình cho vào đây một chút xíu muối. Trong khi chờ đợi mình nấu đậu á, thì mình thái cái phần cùi dừa này ra. Cùi dừa này là cùi dừa tươi á, để mình uống nước á, mình nên lấy chọn những cái trái mà nó hơi cứng cạy một chút xíu. Mình sắc con vừa phải như vậy để một lát nữa mình cho vô bột sẽ ngon hơn. Mình đã sắc xong cái phần cái dừa nè. Cho tiếp tục 200 g bột năng vô nha. Mình đảo cho cái phần bột năng này nó tan hết. Khi mà mình đã quậy tan hết cái phần bột năng rồi, mình đổ hết 100 g đường vô. Và mình cũng cho hết cái phần cùi dừa này vô. Khuấy lên cho cái phần đường này nó tan hết. Rồi mình để đây cho bột nghỉ nha. Mình để đây cho bột nghỉ tầm 30 phút. Chỗ đậu này mình đã nấu được 5 phút rồi nè, và nó cũng đã bắt đầu nhừ rồi. Thì mình hạ lửa nhỏ xuống một chút để cho nó chín được kỹ hơn nha. Mình cho vô đây một muỗng đường, một muỗng canh đường á. Mình sẽ không làm cái phần nhân này nó ngọt quá nha. Mình chỉ làm ngọt vừa phải thôi. Tại vì cái phần da bánh đã ngọt rồi mà nhân nó ngọt nữa thì sẽ ăn rất là ngán. Bây giờ mình đảo cho cái phần đậu này nó nhừ thiệt là mịn ra. Đây là cái phần đậu mình đã sơn được thêm 5 phút rồi nè. Thì cái phần đậu nó cũng đã nhuyễn mịn như vậy rồi. Mình sơn lâu một chút thì mình có thể để cái phần nhân này ăn được lâu hơn nha. Bây giờ thì mình tắt bếp và mình để cho cái phần nhân này nguội để một lát nữa mình vò ra. Cái chỗ bột này mình đã để nghỉ được 30 phút rồi. Mình cho hết vào trong chảo. Và mình bật bếp lên. Mình khuấy từ từ nha. Làm như vậy cũng như là mình lấy chùng vậy đó. Để một lát nữa mình nắn bánh nó dễ hơn. Mình đảo liên tục như vậy nha, để cho cái phần bột nó không có bị dính đít. Còn có một cách làm nữa là mình có thể đổ trực tiếp cái phần bột này vào trong khuôn. Mình không có phải khuấy như vậy. Cái chỗ bột của mình nó đã nóng lên rồi nè, và nó cũng đã kết thành như vậy rồi. Thì mình khuấy liên tục tới khi nào mà bột nó sánh lại thành một khối thì mình tắt bếp nha. Mình khuấy cho phần bột trong hơn một chút xíu thì mình tắt bếp nha. Bột nó đã sánh lại như vậy rồi nè. À, như vậy là được. Thì bây giờ mình tắt bếp và để cho cái chỗ bột này nó nguội á. Một lát nữa thì mình nắn nó dễ hơn. Bây giờ tiếp theo thì mình đi nắn cái phần nhân nha. Nhân nó đã nguội rồi nè. Mình lấy ra một miếng vừa phải để mình nặn nha. Mình vò một viên khoảng như vậy là được nè cả nhà. Tại vì mang bao tay á, nó cũng hơi khó vò một chút xíu. Nắn xong nhân rồi nè, thì cái phần bột nó cũng vừa nguội. Mình bắt đầu mình cho vào bột. Mình chuẩn bị một cái đôi bao tay khác và mình thấm vô cái đôi bao tay này một ít dầu ăn nha, để cho đừng có bị dính. Và mình bóc một miếng bột. Lấy một miếng vừa phải thôi. Mình cho cái nhân vào bên trong, mình áo lại. Mình vò lại như vậy. Mình cho ra ngoài miếng lá chuối. Như vậy là mình đã xong được một viên rồi đó. Rất là đơn giản luôn.
cái da nó ngọt, cái nhân thì nó mặn mặn á, ăn nó không có bị chán. Một số bạn thì hay hấp bằng cái khuôn bánh lăng cho vào để mà hấp luôn, nhưng mà mình chỉ sử dụng bằng lá chuối thôi. Mình áo mình ướp lại như vậy. À, như vậy là xong. Mình làm tương tự tới khi nào hết bột luôn nha cả nhà. Cái chỗ bánh mình đã nắn xong hết rồi nè cả nhà ơi. Vẫn còn dư lại 4 viên nhân nha. Ở trong khay này là mình được 12 cái bánh, thì bây giờ mình sẽ đem đi mình hấp. Bây giờ mình cho bánh vô trong sừng để mà mình hấp nha. Trong khi mà mình chờ đợi cái phần bánh chín á, thì mình sẽ đi lấy một cái bọc khoảng nửa ký nha cả nhà, để mình cắt, để một lát mình gói cái phần bánh này vô. Để nắp lại mình hấp nha. Bây giờ mình hấp bánh cũng đã được 15 phút rồi nè cả nhà. Bánh trong như vậy là đã chín rồi nha, tại vì mình không có sử dụng khuôn á nên là bánh nó hơi bị chảy xuống vậy nè. Nhưng mà một lát nữa thì mình lấy mình gói lại thì bánh nó sẽ đẹp thôi. Bây giờ mình nhắc xuống nha. Bánh khi nhắc xuống thì mình đã để được 10 phút rồi, thì bây giờ cái phần bánh nó cũng đã nguội hơn một chút rồi. Thì mình chuẩn bị ở đây là những cái bọc lúc nãy mình đã cắt đó. Bọc này thì mình sử dụng bọc nửa ký và một chén mè trắng đã rang sẵn như vậy nha. Và bây giờ mình bắt đầu mình gói nha cả nhà. Khi gói thì mình lót một lớp mè trắng ở dưới để cho bánh của mình nhìn bắt mắt và sẽ ngon hơn, tại vì mè trắng rất là thơm luôn. Và mình cho cái phần bánh lúc nãy mình đã để nguội vào. Khi mà bánh chưa nguội hẳn thì sẽ hơi dính một chút, nhưng mà tới lúc mà bánh nguội hẳn rồi thì cái phần bột nó sẽ ráo lại và ăn ngon hơn. Mình gói lại theo khối hình vuông nha cả nhà. Cả nhà có thể sử dụng cái túi ni lông như vậy hoặc là màng bọc thực phẩm cũng đều được. Cái túi ni lông của mình á, nó hơi mềm nên là mình gói cái phần bánh nó chưa được đẹp lắm. Nhưng mà như vậy nhìn cũng rất là ngon rồi. Như vậy là mình đã xong cái đầu tiên rồi đó cả nhà, rất là đơn giản luôn. Như vậy thì mình sẽ làm tiếp theo với những cái còn lại như vậy nha. Mình đã gói xong cái phần bánh sushi này cả nhà. Với 200 g bột năng thì mình có thể làm ra được 12 cái bánh nha. Và lúc mà mình mới gói xong như vậy thì cái phần bánh của mình nó vẫn còn mềm, thì mình sẽ cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng để cho bột nó dẻ lại, mình ăn sẽ ngon Vậy hơn. là mình đã hoàn thành xong món bánh sushi này cả nhà. Màu sắc trông rất là hấp dẫn nha. Và mình cũng đã để vào ngăn mát tủ lạnh được 1 tiếng rồi. Thì bây giờ cái phần bột nó cũng đã dẻ rồi. Thì mình ăn thử một cái nha. Tại vì cái bọc của mình nó hơi mềm nè, nên mình không có gói nó đẹp được. Đây là cái phần bánh trong của mình nha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Để mình ăn thử. Mình làm được 12 cái nhưng mà ông caramel của mình ổng ăn hết một cái rồi cả nhà ơi. Bây giờ chỉ còn được 11 cái thôi. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn thử với mình nha. Bánh rất là thơm luôn. Màu xanh lá dứa rất là đẹp nha. Cái phần nhân nó cũng vừa ăn và cái độ ngọt nó cũng vừa phải nữa. Rất là ngon cả nhà. Bây giờ thì mình xin kết thúc video của mình ở đây nha. Nếu cả nhà cảm thấy mình chia sẻ về cái clip bánh sushi này hữu ích thì hãy cho mình một like, một đăng ký Không nhé. bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.